Chào mọi người đến với Gia Trai miền Tây nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 2023 ha. Gia Trai miền Tây vô luôn một số hóa đồ xưa nha mọi người. Bữa nay có con gái Gia Trai miền Tây phụ like nữa nè mọi người. Chào các bạn đi. Chào các bạn mến thân người miền Tây của mình. Trời ơi giỏi quá. Đầu tiên mình xin giao lưu một cái chung nha. Chào chung rồi. Nha. Không làm trai gói rồi nè. Không biết để cái thước đo đâu luôn. Đây một cái chung, đường kính của nó là 4.7 và chiều cao của nó là 4 cm. Một cái chung quân nha mọi người. Hiệu đề của nó là Nhã Ngoạn Lưu Hương nha. Đây tích này là tích Trương Lương Dân Dài nha, tích rất là hiếm mọi người. Tóc 3 đường, 1 đường, 2 đường chỗ này và 3, 1 đường chỗ này là 3 đường nha. Đó Trương Lương Dân Dài đây nè, ông này dân Trương Lương nè, đang cái dân cái dài nè mọi người. Cái chung này em xin giao lưu với giá là 2.2 triệu nha. Chung tàu 2.2 triệu cho mã số 1. Rồi xin vô đi con, vô đi. Vô ha. Trời mưa đó. Mã số 1 là 2.2 triệu ha. Gì? Mã số 2. Thôi cho đây được rồi. Mã số 2 là hai cái chén. Hai cái chén thủy. Đường kính là 12 cm. Đây. Cầm cái chén này cho sao. Cầm chén này. Đây. Có tôi tình trạng nghe mọi người, nó có 7 giờ tóc như thế này. Đây, chén này đẹp, chén thứ hai đây. Giá cực kỳ yêu thương nha, giá cực kỳ yêu thương. Hai cái chén này xin giao lưu với giá là 400.000. 400.000 cho hai cái chén này nha. Ẩm nó vô cho mời. Mã số 3 đây, một cái tô tích ngừ nghe mọi người. Đường kính là 14.7 chứ ghi là 14. Đây con bị méo nha. Đó, học trò đang đọc sách đây. Tình trạng của nó là lành nha, chỉ bị méo à. Cái này em giao lưu với giá là 950.000 nha. 950.000 cho mã số 3. Mã số 4 mọi người. Mã số 4 là em xin giao lưu 4 cái dĩa nha, trong đó có một cái dĩa hơi nhỏ hơn chút. Chim qua có bài thơ 13.3, cái này nhỏ nhất nè. Còn ba cái kia nó cùng cỡ. Ba cái này nó được chính là 15.5. Một cái thứ hai đây. Và cái đây là cái thứ ba. Ba cái dĩa này 100.000 nha. Ba cái dĩa, bốn cái dĩa 100.000, bốn cái dĩa chim qua 100.000. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại là hai số luôn nha. 0948851135 hoặc là 0374619838 nha. Cả hai số trên đều chốt. Và khách mới thì cọc 200.000 cho chai miền Tây nha. Đầu tiên mình xin giao lưu mã số tiếp theo, mã số 5 là một cái này là cái muỗng tàu dài 14 cm nha. Muỗng tàu có bị tóc một đường nè mọi người. Cái muỗng này em giao lưu với giá là 100.000. 100.000 cho mã số 5. Mã số 6, một cái tô mã liễu. Tô mã liễu này nó có đường kính là 15.5. 15.5. Tô này nó có hai đường tóc. Một đường chỗ này nè và cái một đường chỗ này. Tô mã liễu, tô tàu nha mọi người. Cái tô liễu mã liễu này em giao lưu với giá là 400.000 mã số 6, 400 ha. Mã số 7. Mã số 7 là em xin giao lưu một cái bình bông. Gần 40 cm, cao gần 40 cm nha. Cái này nó bị khờn men chút xíu, cái này nè mọi người, khờn men thôi. Cái bình này em giao luôn với giá là 600.000 mã số 7 nha, 600.000. Cao gần 40 cm, mã số 7. Mã số 8. Hai cái dĩa Đà Lạt hay gì nè. Đúng rồi, hai cái dĩa Đà Lạt mọi người. Đường kính là 10.8, 10.8 hai cái dĩa Đà Lạt. Một cái này lành. Còn cái này nó có một đường tóc chỗ này nè mọi người. Hai cái dĩa này em giao lưu với giá là 120.000. Mã số 8 với giá là 120.000 ha. Mã số 9 là năm cái chén lái thiêu màu, được kính là 11.5. 5 chén lái thiêu. Có khờ hai điểm nè mọi người. Nhưng mà chén này nó thuộc về dạng chén đẹp. Đây cái thứ ba, thứ bảy, một điểm, hai điểm chỗ đây. Lái thiêu màu nghe, hàng có 7-80 năm hết mọi người, có khờ nha.
cuối cùng là cái thứ năm cũng có phần khờ chỗ này. 5 cái chén này em giao lưu với giá là 400.000, 400.000 cho mã số 9. Tiếp theo là mã số 10, một cái cối mọi người. Cối này có đường kính là 12 cm, một cái cối đá xưa. Cối đá này già lắm mọi người. Cối này biết tên chắc làm tiêu quá. Cái cối này em giao lưu với giá là 250.000 nha, 250.000 cái cối làm tiêu. Đó là mã số 10, mã số 11, một cái bình trà mặt phẩm gốc Sài Gòn mà loại lớn nha, loại lớn. Chiều cao của nó là 15.5. Sở dĩ là em diệm sửa là tại vì cái này nó đẹp lắm mọi người, nó đẹp. Không sửa thì nó ổn lắm, rất là ổn, cho nên em sửa. Cái giòi có sửa nha, cái chỉ có cái giòi có sửa thôi, không nắp. Cái bình trà mặt phẩm này em đi luôn với giá là 400.000 mã số 11. Mã số 12. Ba cái dĩa Vạn Ninh nha mọi người, ba cái dĩa Vạn Ninh, bỏ cái này có gạch rồi đó. 10.7. Đây một cái dĩa Vạn Ninh màu. Hàng này rất là sâu tuổi, Vạn Ninh móng cái mọi người rất là sâu tuổi. Cái thứ hai nè mọi người, nó có một cái đường tóc. Đâu rồi, đây nè. Cuối cùng là cái thứ ba nó có bị nhâm một điểm này. Ba cái dĩa Vạn Ninh màu, ba cái dĩa Vạn Ninh này chỉ có 200.000 thôi nha mọi người. 200.000 cho ba dĩa Vạn Ninh mã số 12. Mã số 13 này mọi người, một cái khay này mọi người. Cái khay này á em thử rồi mọi người. Đấy cũng hết vô không hết nha, không có hết cho nên là không phải bằng sắt. Rất là hay nha, cái khay này rất là hay. Có kiểu tàu nhóc quá trơn luôn nè mọi người. Đó, không phải bằng sắt đâu. Cái này em giao lưu với giá là 300.000, 300.000 cho mã số 13 nha, 300. Mã số 14. Một cái bình trà không nắp, có cái mọc luôn nè mọi người. 13, chiều cao là 13 cm. Đây, có cái mọc nè. Không nắp nhưng mà nó bị vẫy một cái điểm phía này là chỗ cái dồi nó thôi, chỉ bị vẫy cái dồi lên thôi. Không nắp. Cái bình này em giao lưu với giá là 200.000 nha. Ủa, 150.000 thôi. Mã số 14 có giá là 150.000, không nắp. Mã số 15. Ba cái chén lá lọc có tình trạng nha mọi người, cho nên em bán giá yêu thương luôn. Đường kính là tầm 12 cm. Đồ chén này rất là đẹp nè mọi người. Chỉ có bị nè, mẻ miếng chỗ này nè. Cái thứ hai nó khờn, cái này có hơi bị vên nha, hơi méo á. Cái thứ ba này đỡ hơn. Tình trạng này. Ba cái chén lá lật tàu này em giao luôn với giá là 500.000 nha, 500.000 mã số 15. Mã số 16 em giao luôn hai cái tô mọi người. Hai cái tô này cũng sâu, rất là sâu tuổi. Đường kính cái đầu tiên là 16. Đây em quay cái 16 trước cho mọi người nha. Lành, cái 16 lành. Còn cái này là 16.4, cái kia là 15. Cái này có méo nè mọi người, cái tô này có méo nè. Cái này là tô cô tô nha. Hai cái tô này bán với là 350.000 mã số 16, 350.000 nha. Mã số 17. Một cái dĩa Trúc Lâm Thất Hiền Nhật. Đường kính của cái dĩa này là 13.2. Một cái dĩa Trúc Lâm Thất Hiền Nhật. Lành nha mọi người. Cái dĩa này em giao luôn với giá là 230.000, một cái duy nhất 230.000 mã số 17. Mã số 18. Một cái cô tô thành. Hôm qua khách kia hỏi có cái không bây giờ. Không có, nhiều bữa nay mà lục cái kho nó mới kiếm được cái là 17.7, 17.8 nè. Cái cô tô thành này nó rất là bự nha, rất là bự. Rất là bự đây. Tình trạng của nó là nó chỉ khờn men thôi mọi người. Khờn men cái này nè. Có nhâm nhâm nè, là người ta là kích lại nè, xíu à. Chứ mốt có một đường tóc gió rất là ngắn luôn. Cái cô tô thành này bán với là 450.000 mã số 18 nha, 450.000 mã số 18 rất là bự. Mã số 19. Đây một cái tô lông vắt. Cái tô này như là cái tô cuối cùng luôn mọi người. Đường kính là 16.8, của cái này là 16.8. Cô tô lông vắt 16.8 đây. Tình trạng của nó là nó có tóc hai đường và có mẻ hai miếng nha, mà hai miếng nhỏ nha, mà một mẻ miếng này, một mẻ miếng này, hai miếng. Hai đường tóc bên đây nha, đó. Cái cô tô thành này, cái tô lông vắt này em vô luôn với giá 800.000 cho cái tô lông vắt mã số 19.
mã số 20, một cái tô rất là lượng nha mọi người. Tô này có hai gói mì, tô của chim gốm lái thiêu chà bá lửa luôn mọi người. Tình trạng của nó là nó có vẫy á mọi người, có vẫy cho nên tao cũng có sửa chữa lại nè. Nè cái này nè, nó có mẻ chút xíu cái này nè. Tô rất bự nha, cái tô này em bán với giá là 300.000, mã số 20, 300. Mã số 21, em giao luôn hai cái chén sơn thủy. Đa số những chiến hiệu chén tàu mọi người nó ít khi nào lành lắm. Cái này là 12.3, cái này cũng hơi méo méo không à mọi người. Cái này là thì 11, 12.3 đây. Tình trạng của nó là nói chung mà tương đối lành đó. Cái này tương đối lành nhưng mà nó bị hơi bị méo nha. Cái này nó cũng méo nữa nè. Cái này là 11, nó méo nữa nè. Có tóc hai lựa điểm, hai điểm này nha. Đây nè, cái loại lõi lò của nó phía trong này không có. Đó. Hai cái chén sơn thủy nè, em giao luôn với giá là 300.000, mã số 21. Mã số 22 đây. Một cái tô 15.5, cái này không hơi bị méo luôn. Nó bị vẫy một cái điểm rất là nhỏ chút xíu chỗ này thôi nha. Ngư lông hí thủy nè. Đây con cá này nè mọi người. Ngư lông hí thủy. Phải không? Đây mới đúng cá mới được. Đây cá nè. Rồng nè. Ngư lông hí thủy gốm lái thiêu. Cái tô này em giao lưu với giá là 200.000, mã số 22 ha, 200. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0374619838 hoặc là 0948851135. Đầu tiên tiếp theo là mã số 23. 23 em giao luôn một cái chậu mọi người, chậu trồng cây nha. Cái này là ngày xưa á, gần 15, chiều cao gần 15. Ngày xưa là một cái ống nhổ của lấy thiêu màu là con gà này mọi người, rất là đẹp. Đó. Người ta tiếc nó tại vì nó còn cái này nè, còn gà quá đẹp lên cho nên người ta cắt hết, người ta làm cái chậu. Đây 1 2 lỗ 3 lỗ. Mọi người về mọi người chế giống vậy là mọi người đem trồng cây được rồi. Ha, cái chậu chậu chế này em giao luôn với giá là 200.000, mã số 23. Mã số 24 ha, em giao luôn một cái hũ sành mọi người. 11, chiều cao là 11 cm. Nó khờn khờn với vẫy nhỏ nhỏ này mọi người nha. Hàng này rất là sâu tuổi nha mọi người, hàng này rất là sâu tuổi. Cái này em giao luôn với giá là 150.000, 150.000. Đồ em bán rất là đa dạng mọi người, mắc tiền có, rẻ tiền có. Mã số 25 là 10 cái chén nước chấm. Đường kính của nó là 10 cm, 10 cái chén nước chấm bông đào mọi người. Nó còn vẫn còn sử dụng đẹp. Mọi người đi coi cũng tuyệt vời luôn nha. Tại vì cái màu chàm, màu men của nó còn rất là đẹp luôn. 10 cái, em quay cho mọi người 10 cái nha. Tình trạng rất là tốt. Đi coi không cũng đẹp nè mọi người. 10 cái này em giao luôn với giá là 180.000. Mã số 25 với giá là 180 ha. Mã số 26. Mã số 26 em giao lô một cái dầm. Cái dầm mã liễu nha mọi người. Hai con ngựa đó. 17.2. 17.2 dầm Nhật mã liễu. Tình trạng của nó là 10 cái này có chân chim nè. Chứ nó có bể ra mấy mảnh nè mọi người, nó bể 2 3 mảnh nè nha. Ít gì cũng 2 3 mảnh. Đó, người ta là, em đã nhờ thợ sửa lại dùm luôn rồi. Cái này em giao lưu với giá là 600.000 nha. Dầm mã liễu Nhật 600.000 có tình trạng nha. 600.000 cho cái mã số 26. Ở số 27 ha, em giao lưu một cái dĩ hộp xài mà của châu Âu á mọi người. 28.5. Chiều dài của nó là 28.5, tốt xốp. Nhưng mà nó rất là xưa mọi người, rất là xưa. Tình trạng hả? Em coi coi, à nó chỉ khờn men thôi, khờn men. Hàng này già tuổi dữ lắm già. Cái này em giao lưu với giá là 150.000, 150.000 cho mã số 27. Mã số 28 đây, một cái bình trà siêu đẹp nha. Bình trà cái dáng này rất là đẹp. Đây, hai chữ Cát Tường. Tình trạng của nó là nó chỉ bị khờn men một cái điểm nhỏ xíu thôi nè mọi người. Cái này nè mọi người, đắp nổi nè nha. Gờ cộm luôn, đắp nổi, bạch mai. Bông mai màu trắng. Đó. Rất là già đồ. Nắp đây. Nắp này hơi bị lai chút xíu nha, chút xíu nha mọi người. Tại nhưng mà em kiếm cái bình này em mua cách đây là 3 năm, hơn 3 năm. Mà cái nắp em mới kiếm được gần đây thôi. Đại đại luôn. Đó, bình này rất là hiếm đồ. Mọi người, lái thiêu rất hiếm đồ. Cái bình ấm trà này em giao lưu với giá là 3 triệu. 3 triệu cho mã số 28 nha, 3 triệu.
Mã số 279 một con voi mọi người. Đây, bỏm cái này gạch rồi đó. Đợi hoài mà không chịu cọc cho nên là em không bán nha mọi người. Những khách hàng mà mới thì buộc lòng là phải chuyển cọc cho em mới gửi hàng nha. 21.6, chiều cao là 21.6, con voi ngũ sắc. Gốm biên hòa xưa, rất nặng đồ luôn mọi người. Voi này là voi gạch tàn này nha, voi gạch tàn. Tình trạng của nó nè, nó bị khờn, có điểm rất là nhỏ chỗ này nè, khờn thôi nha. Cái gì bị bẫy vậy đó, đó. Chỉ bị vậy thôi. Cái này bán có giá là 900.000 cho con voi này nha, 900.000, rất là già, để rất là sang luôn mọi người. 900.000 mã số 29. 900 ha. Cuối cùng là mã số 30, một cái trò. Lâu lâu em mới lên cho mọi người một tập bộ trò dĩa nha. Em đo cái dĩa này trước. Cái dĩa này có đường kính là 32 cm, cái dĩa. 32 cm cái dĩa con phụng. Còn cái trò mọi người, trò rồng. Cái trò này rất là bự, trò này là có 33 cm. 33 cm. Những cái điểm này nè mọi người là lỗi men ngày xưa nè nha, những cái điểm đó lỗi men ngày xưa. Nè. Ha. Cho là làm lỗi men cho nên làm cho cái này nó hay lạ lạ đó mọi người. Đây. Em đẩy vô. Những cái trò này rất là già và nặng tay cho nên làm để lên chân cái cây bàn thờ thì rất là hay nha mọi người, rất là lạ mắt luôn. Cái bộ này em cho luôn với giá là 950.000. Cái bộ trò dĩa này mã số 30 với giá là 950 ha. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua hai số điện thoại là 0374619838 hoặc là 0948851135. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái chai miền Tây nha. Xin chào và hẹn gặp lại.